Bị chửi quá nhiều trong Về Nhà Đi Con, Quốc Trường phải cắt tóc, xin khán giả đừng đánh nhầm. Quốc Trường khoe kiểu tóc mới cực ngầu, khác hẳn với vẻ lãng tử trong phim Về Nhà Đi Con. Đồng thời, nam diễn viên cũng bày tỏ mong muốn khá hài hước. Về Nhà Đi Con đang thực sự thu hút sự quan tâm khán giả truyền hình bởi những tình tiết vô cùng hấp dẫn. Nếu như trước đó khán giả tích cực đẩy thuyền cho Thư Vũ, thì hiện tại họ lại mong ngóng cặp đôi sớm chia tay. Nguyên do chính là vì sự vô tâm thờ ơ của Vũ với gia đình. Trong lúc con ốm đau, anh chàng vẫn bên cạnh nàng đối tác xinh đẹp, thậm chí còn qua đêm với cô. Có thể nói Vũ là vai diễn khiến Quốc Trường phải thay đổi nhiều diễn biến tâm lý, từ một nhân vật được yêu chuyển qua bị ghét vì thối trăng hoa. Chính vì diễn xuất quá ấn tượng mà Quốc Trường vô tình bị cư dân mạng ném đá chỉ trích. Trước sự bức xúc của công chúng vì vai diễn Vũ trong phim, Quốc Trường vừa có động thái mới khiến người hâm mộ vừa thương vừa buồn cười. Nam diễn viên khoe bức ảnh mới với mái tóc cực ngầu kèm lời giới thiệu: "Chào mọi người, mình tự giới thiệu, mình tên là Quốc Trường, có cái mặt khá giống thằng Vũ, điểm nhận dạng là tóc khác nhau, tóc mình giống đuôi vịt nhé, mong mọi người đừng đánh nhầm, cảm ơn cả nhà." Quốc Trường phải lên tiếng trước sự bức xúc của dân mạng: "Mong khán giả đừng đánh nhầm." Nam diễn viên cũng không quên khoe thêm nhiều hình ảnh khác với kiểu tóc mới này. Dòng trạng thái hớm hỉnh của Quốc Trường khi xin cộng đồng mạng đừng đánh nhầm lập tức nhận được sự quan tâm lớn của dân tình. Nhiều người không ngần ngại phát biểu cảm nghĩ về vai diễn Vũ của Quốc Trường, đồng thời chia sẻ: "Để tóc này trẻ trai quá người ơi, tính thả thính em nào nữa đây, một em nhà đã làm cả nước loạn cả rồi, em nào nữa chắc xỉu luôn quá. Tại sao bình thường nhìn mặt anh đẹp trai dễ thương, phúc hậu bao nhiêu, thì vào phim lại nhìn đều thế không biết, đúng là tài năng khó hiểu thật." Ở đầu phim, Vũ được dân mạng tích cực đẩy thuyền với Thư, nhưng sau cùng anh lại bị ném đá chê trách vì công khai ngoại tình với Nhã. Chính vì thế mà cư dân mạng ghét lây sang Quốc Trường, khiến nam diễn viên cũng méo mặt.